quay nước. Ủa vậy mẹ nước đi nè. Ừ. Ăn cái bánh này. Bánh đi con Hiền mà không sao đâu. Sữa. Anh đi chết gì vậy? À, hả? Không có, đi bệnh ra thăm con nhỏ mà nhỏ là nó sốt mà vợ tôi đi bệnh á. Dạ. Tôi nhỏ cho ngoài. Rồi giờ bắt bệnh rồi đi. Bớt rồi, tôi cũng không đi chết nữa. Chắc chịu nó đi chết nữa thôi. Nó ngầu lên. À, dạ con chào chú. À, con xin lỗi con gọi chú thứ mấy ạ? À? Dạ tôi Chính. À con chào chú Chính. Chào chú ạ. À, chú Chính nhà gần cô Sáu này không chú Chính? Ở đằng này nè. À. Ở kế cái nhà của bà Sáu Đông á. Dạ. À, chú Chính đi đâu về hả chú Chính ha? Mà đi thăm nhỏ cháu ngoại cũng mà đây tôi ra ngoại tôi nhập viện quá trời. Rồi bất bớt rồi bắt đầu về đây. Rồi tôi bệnh phổi rồi này kia tùm lum hết trơn. Rồi đau khớp. Anh không bệnh mà già kể gì già còn bệnh nữa. Chung. Chú cũng ghé đây hỏi thăm sức khỏe anh Chung hả chú? Ờ ghé đây rồi thăm mà bà chế rồi luôn giọng đấy là cái nhà quá sắc sắc rồi nè. Mấy nay chú có nghe nhiều về cái chuyện của anh Chung trên tàu biển không chú? À, không có nghe. À. À, mà gà nghe bà già nói lại rồi chứ sớm ghiền rồi ta nói ha. Ừ đó sớm ghiền nói lại. Dạ với vai trò mình là người hàng xóm với là người chú trong xóm là chú thấy cái sự việc đó chú có đau lòng không chú? Có chứ trời. À, nói chứ mà quay lên mà làm ăn vậy rồi thôi hết nói rồi. Yeah. Cái đó là có một mà cấm luôn chiếc tàu á, mãi đâu có cho nó ma chạy nữa. Yeah. Không ai dám đi nữa. Nếu mà có hoạt động thì cũng không tin tưởng nữa chứ. Không tin tưởng. Ừ đúng rồi. Hôm lon con người rồi nó cũng điều với anh Chức á. Không biết gặp không biết sáng giờ chưa có điện nó. Tìm ai cô? Tìm anh Chung. Dạ. Là thật là nó dắt cái ghe đó. Nó nói chờ cái ghe này trúng dữ lắm mà. Đợt này cho thật về cá trúng dữ lắm. Đơn giản thì con thấy giống như là một cái tình người với nhau. Mình không phải là hàng xóm, không phải là bà con luôn nữa. Nhưng thấy những cái những lần mà anh Trung bị như vậy là mình cảm giác mình cũng đau lòng. Rất là nhiều cô chú anh chị gọi về cho con mà khóc ở trong điện thoại luôn á. Mặc dù là người ta ở rất xa đây. Con biết bà con mình ở đây cũng buồn, cũng đau lòng, cũng mong chờ anh Trung về trong đó chắc cũng có chú Chính trong đó. Vô chị em. Vô nè. Bao lâu rồi chú Chính không gặp anh Trung? À, mà xuống đây thì bắt đầu là ở đây cô. cấp nhà ở đây đó bắt đầu là hoàn hết trơn là lên trên đó. Hôm nay thì bà con trong xóm mình cũng đến rất là nhiều để mà thăm hỏi cô Sáu nè với lại tình hình của anh Trung cô chú anh chị. À, cô là sao? Vợ. À là thím Chính đây ha. Cô chú là năm nay được nhiêu tuổi rồi chú Chính? Ông 75, tôi 74 rồi cậu. À. Cậu hỏi ổng cũng không biết cái tuổi ổng ở đâu đâu. Cô là sao vậy cô? Ông bệnh rồi, ông hồi đó ông bị thương cái đầu rồi chứ nè. Dạ. Rồi giờ ông làm như ông không có biết. À, bị mất cái vòng cái đầu hồi đó là bị sao cô? Mà hồi còn bom đạn á. Hồi đó còn giặt. À, dạ, bom đạn. Cũng nhanh. Cũng nhanh ám tình đấy. Muốn nghe mấy. Ừ. Là hôm nay cô Chính cũng tới thăm cô Sáu với lại hỏi thăm tình hình của anh Trung. Hôm nay lại hỏi thăm hoài nhỏ này em, ở xóm nè cũng lại hỏi thăm em hoài. Dạ. Tội nghiệp. Mà có mấy mẹ con nghèo khổ quá cưng ơi, phải đi lụm mũ qua bệnh hoạn hoài. Mấy ngày em không có đi lụm mũ, bữa nào đi ngang cũng ghé lại ghé hỏi thăm. Đi gì ngỡ nữa đi chị. Dạ. Con quá xa, làm này cũng quá đáng nữa chứ. Con mình có tội trình gì mà nó quánh dữ. Giờ đỡ thê đang mà về nuôi mẹ mà gốt lại lâm nạn quá tay. Nhà cửa thì tan hoang hết, lột tạc. Cô có coi được những cái đoạn video đó trên mạng không cô? Đâu có, mình đâu có điện thoại bự, có cua bắp này làm gì? Nghe chị em ta nói lại thôi. À là nghe bà con trong xóm mình kể lại. Mình người ta bật lên thì mình cũng có lại mình dòm vậy đó. À có nghe là người ta bật cái điện thoại lên cho cô lại coi. Người ta bật lên mình cũng lại mình coi, mình dòm thấy cháu nó vậy đó rồi.
bị hoàn cảnh gì đó mình coi vậy thôi chứ mình đâu có biết đâu có mình làm. Lúc mà cô xem được mấy cái đoạn clip á, cô cảm giác như thế nào cô? Thì cảm giác là thấy cái đó cũng tội lắm mà cái đó cũng quá đáng lắm á. Dạ. Đó là thật không có nên làm vậy. Người ta mà đối xử tệ quá còn nó còn hơn giết người nữa, thật là giết nó chết đi làm gì đau lắm. Thật là giết nó cái một cái nó chết đi. Nấu nước mà chế dùng bọn đấy còn ăn cá mà bắt ăn cá sống cái đồ đau lắm mấy cậu à. Cái đây mấy cậu. Mấy cậu làm sao mà cho nó chừa bỏ ra chứ cái đó không có được đâu. Là có dễ cắt cổ mà. Yeah. Bả nhà bả đi lùm mũ lùm đồ bả tính là bả thì cũng kiểu mình mớn không à. Con bả đi mặn thôi chứ đâu có ngờ vậy đâu. Nhưng mà nghe lại là quá xá. Dạ. Cậu cũng gắng giúp đỡ cho bả cho thằng Trung nó được sống lại đi chứ. Quá cái đó quá. Ở đây ai người ta thấy người ta cũng khóc hết trơn chứ không phải là không. Thì mà quá đáng luôn mà. Chứ được đâu. Nói chi mà Chung tôi về đây tới giờ nó hiền khô à, nó ở đây sớm lặng nó có làm gì ai đâu. Lời qua tiếng lợi gì với ai đâu. Ai nói gì hơn tệ người ta cũng là à. Nó không làm gì ai chứ nó hiền khô à. Dạ. Bao lâu rồi chú với Thím Chính chưa gặp anh Chung? Hôm đó về cũng coi mình sao, tháng nào? Không có về luôn. Vậy là thằng đó thằng nào? Thằng Vũ. Rồi. Dạ cũng lâu rồi chú Chính, Thím Chính ha. Lâu. Cũng lâu rồi tại vì con nghe anh Vũ nói là anh Trung đi hình như cũng 6-7 năm gì rồi chưa có về đây. Bị bả mấy đứa con rồi tôi cũng không có gành con đó. Tôi mới giờ nhà mua đất về nhà về đây mới có năm mấy rồi cậu. Không phải là hồi đó giờ cố cụ ở đây. Ủa hồi trước là cô với chú là ở đâu? Ở dưới Cà Mau Đầm Dơi. Đầm Dơi ha. Rồi mới sang được cái làm nhỏ mới về đây có cái nhà ở đó. Rồi giờ cô chú công việc của cô chú là làm gì hàng ngày cô? Có làm gì đâu cậu. Con nuôi ăn xin xã hội rồi mà ở bà con đây cho gạo rồi chính quyền cho gạo chứ cô chú không có làm gì được tiền. Ổng thì ổng bệnh hoài ổng thấy gì chứ ổng sống bằng cái oxy thở đó cậu ơi. Rồi cô chú là hiện giờ ở với ai? Ở mình lên vậy đó. Là hai cô chú nương náu với nhau. Rồi con của cô chú đâu? Đi làm nướng khắp nơi mần đi mình không có đất mình cho em nó rồi nó đi mần cá lả nó có tiền thì nó cho nó không có thì thôi vậy. Trời ơi khổ lắm, mà con thấy là cô chú trong mình cũng không được khỏe nữa. Tuổi thì cũng lớn rồi, như hồi nãy cô nói là cô 74, chú 75 ha. Dạ. Trời ơi, đem thôi cô Sáu để cho cô Chính với chú Chính ăn đi. Không, ăn đi. Con cháu rồi chị về luôn. Cái này là bọc lại để dành cho anh Chung hết sao nè. Dạ. Tôi rồi còn đỡ mà cả hai cậu thấy cái nhà thằng rể thứ hai ở đằng cái cây vú sữa đó. Hai cậu thấy là ở gạch giá cũng chết lên chết xuống mà cái nhà ta la là bước vô là đi dưới nước hay gì vậy sao? Cái nhà thằng Thi giờ mình đi dưới nước thì sao? Vậy hả? Nó lủng ở trên rồi nó tạt, nó đổ xuống còn ăn ác hơn nữa. Tôi nói đó, tôi qua bên xã đó nè, qua bên chợ. Vậy nó chàn cái luôn. Vậy mà nhà gì còn khô hơn nhà của anh Thi vợ. Thì nó, chị. Ở trên nóc nhà nó tuôn xuống ra. Ở đây mấy cậu lại thấy cái xóm này dã man lắm, nghèo khổ. Chứ hôm đó đâu có thắt như vậy, sao ngại thắt dữ thế. Rồi như vậy là chú Chính hằng ngày mình có uống thuốc gì không chú? Có mà... Xin bên huyện xã cậu. Ngày rồi mà có sổ 5 năm á. Có bảo hiểm á. Đi bệnh rồi bắt đầu lãnh thuốc rồi về uống. Tới giờ con uống rồi mà... Mới đi xin hôm qua hôm kia được. Xin được người ta cho được một tháng. Vậy là cái lúc mệt là chú Chính phải thở oxy chứ. Ừ. Một cái viên thuốc đó đó là oxy là chết. Một cái ống thuốc đó là 8.000. Lên nó hấp hối vậy đó. Ta để bác sĩ nói ổng là bị tắc nghẹn mãn tính đó, cả hai cậu. Dạ. Chúng nó thương mau chết lắm người. Cái vết thương ngày xưa là do chiến tranh xảy ra hay là sao chứ? Hồi đó bị bom đạn á. Mỹ còn đó rồi bom đạn á. Là cũng mình cũng mần hầm ở dưới này vậy nè, mần hầm trong nhà vậy nè, rồi nó cách nhà đó rồi nó bỏ bom ra gần đó, rồi bắt đầu là cái máy nó quay tròn tròn, rồi bắt đầu là tối mà là lên được thì bắt đầu là mai bị thương ở dưới hầm. Dạ. Trời ơi, cậu thấy là nó bắn ở sau lưng rồi bắn đạn nhọn sau lưng chỗ trước rồi nhảy văng cô luôn á. Cô dễ. Chính luôn là cái người dân thôi á, chứ không phải là người gia chiến tranh. Dân mà bị ảnh hưởng. Này em có lại bảo hiểm hết trơn rồi nè, không sao đâu. Trời, cao quá làm gì? Không ăn đi. Tôi có thằng to là ăn anh.
Tao răng cỏ đâu ăn sao mà. Răng cỏ không có. Răng còn mấy răng này hả? Em ăn có được em dễ à, chút chút gì em ăn. Nha đây, à, để sẵn cho mấy chú anh đi. Cô Sáu để kia cô Sáu. Hả? Cô để bình đó thì mấy cô ăn đi kia mấy cô. Hai anh em con lấy nha. Mấy cậu này ở đâu sao? Cái này phải quay nó sớm. Con thấy là cô chú ở trong xóm này cũng như là cũng rất là nhiều cô chú mong là anh Trung về để gặp với anh Trung khỏe không là như thế nào. Đi lại đi ngang qua hỏi thăm gì gì Sáu hoài à. Dạ. Thì nghiệp cháu tuy là nó không biết mặt nó mà mình cũng thương cái tình. Vậy là đi 6-7 năm là tôi không biết mặt anh Trung rồi. Vậy là cái thằng đó thì dì Sáu là thằng đó là thằng em đó đó. Thế tôi không biết mặt nó. Mà thấy cho ở trong hình thì thấy. Nó hồi tôi còn nhăn thì tôi cho nó giống tôi lắm. Thằng đó là thằng cái này nè. Với cái thằng thứ ba. Ráng làm lên mấy cậu ơi, giúp đỡ cho cháu Trung đi mấy cậu. Giống giống cha nó. Yeah. Giống cha nó cái mồm môi nè, cái mỏ. Thằng này nó lơ mơ, thằng này nó chết luôn đó chứ đừng nói gì là quánh quá mà. Cứ ăn dập phổi thì sao sống nổi. Cũng nghe rồi đó, nghe cái tin là hôm qua đi chích thuốc kêu hay gì. Dạ không. À, thím Chính sao mà không thấy chỉ còn có một mặt anh chưa? Chính chia sẻ không? Cái gì cậu? Mặt cũng nghe đây. Mắt tôi đó hả? Mắt hồi đó. Không biết là sao mà năm 31 tuổi cậu rồi nó không có gì đụng hết trơn mà phát lên vậy đó. Gió gió vậy mà không có lúa đụng. Là 11 giờ là gọi công mà. Rồi sao về nó tức dạ. Nó phát lên nó nhất có 3 bữa là về nó dị đó. Là thấy con hồi đó nó ngồi nó khổ lắm thì sao ơi, hồi đó đâu có tiền đâu mà trị đâu. Hồi bệnh đó. Rồi bắt đầu là ta chỉ cái gì nữa kia đổ mà cũng giật á. Giật cái gì được mà giật. Tôi ra tới Cà Mau, ông bác sĩ Minh, ông coi, ông nói bị cùm nước. Cùm nước bây giờ chị được, chứ hồi xưa chị không có được cậu. Tôi với ông này giờ sống cái cảnh cũng ác liệt lắm cậu, hai cậu. Có cơm cơm thì người ta cho gạo ăn, còn bữa nào không cá thì bằng xả khô khô. Vậy nó vậy chứ, tướng gì chứ, đâu có đi cực khổ gì đâu. Tôi dắt con tôi đi chị bệnh không, mỗi lần bệnh là đi. Đi không, nói nhà cho con. Kệ đi con, mình lo đi. Nghĩ cho ai lo? Nghĩ cho tôi. Cho con mình chết sao? Nghĩ cho tôi với ông này bè không, đi. Thầy nào hay cũng lợi đó. Tôi cũng bè ông này đi thứ một, chị nằm viện mấy lần rồi đó. Cũng đi xin cơm, tự thiện cho ăn không có chết chóc gì. Trời, vậy là hiện giờ theo con nghĩ là cô chú không có làm gì được. Tại vì tuổi lớn rồi. Không có. Rồi những cái bữa ăn hàng ngày hoặc là những cái sinh hoạt hàng tháng là do bà con mình đây. Tạo điều kiện cho cô chú ha. Ở đây là người ta cho gạo chứ ăn hàng ngày hàng bữa thì mình kiếm ơn với con mình nó lâu lâu nó gửi tiền về hai cậu. Lâu lâu nó gửi tiền về. Ít có lắm. Bởi vì cháu em nó đi làm mướn, đi làm lò gạch rồi đi làm gạo tàu buôn rồi đi mần từ lu từ la đâu có đồng tiền lớn đâu mà nó nuôi mình được hàng bữa. Năm lắm ba kịch ba chậu. Chú Chính với cô là được mấy người con cô chú? 8 người cơ. Ồ, 8 người ha. Bây giờ mỗi người một nơi hết. Mà trai gái đều 8 người đó. À, 4 trai 4 gái. Khắp nơi hết trơn rồi. Cũng nên đó, anh chứ. Khi người ta đưa em nó về có tiền nó cho, khi không có mình cũng không có mà ở đây nhờ mấy ông này. Chị ngồi xích rồi anh ạ. Ở đây là nhờ em không mà đừng ngại gì chứ. Nóng đó cô. Hộ khẩu đồ là tôi làm rồi hết trơn. Cô Sáu là cái bình nước lạ luôn. Mất cái nắp đó sao hả cô ha? Mất cái nắp là của ông Nam Phước, ông cho cái nắp này gớt xong rồi. Ông khách cái bệnh, tới giờ còn kỷ niệm ông đó. Lấy cái phin cà phê. Uống cái bình, nó còn nguyên mà. Hôm qua ra chùa hết trơn rồi đó mà bị uống nước trà đó. Con thấy mấy ngày nay thì cô chú cũng quan tâm nhiều, nhà cô Sáu cũng có cô chú rồi tới hỏi thăm nhiều hả cô vậy? Sáu? Dạ. Tội nghiệp em. Đi qua bên chợ đi không khỏi. Dạ. Qua bên chợ người này hỏi, người kia hỏi. Mà nhỏ bán bánh mì nãy nó nói với tôi, nó kêu trời cô đất hết biết rồi. Nhỏ bán mì. Nhỏ bán cái số. Rồi cũng. Nên ta cũng thương bà lắm. À, cái chị đó cũng thấy anh Trung như vậy hả cô ha? Thấy trên mạng cứ. À, ý là thấy trên mạng vậy rồi chị đó cũng. Người ta cũng xúc động bức xúc. Con tôi lại không biết.
Còn nhỏ thứ hai tôi, nhỏ mà chồng nó đi nuôi vợ, nuôi chồng nó ngoài, nhỏ đó nó, con Tiến nó khóc luôn thì sao? Thấy là nó khóc luôn á. Ba thấy tội. Con Tiến biết chung à. Biết. Vì nó ở đây nhiều năm mà. Chung dữ lắm mà. Chung với Tiệp. Trời ơi, trời cháu nó sống đi. Bệnh hoạn mà nó sống được rồi. Đừng mất đứa con của mình. Như thứ 7 thằng này là chị 7 thằng này nè. Ừ. Biết nó quánh nhỏ hay sao, không biết nó xô xong chết rồi. Cái gì nó kêu bà. Công an hỏi chứ bà thấy à, bà nghe nói nó bà nằm bao vậy đó. Nó đồn nhảm. Nằm bao nhảm. Nói là mấy chú. Họ chết cho eo á. Tôi nói nó vô nghe. Đậu mẹ hồi đó. Thì đó. Bây giờ ra thì đâu có gì vậy. Thì nó không bao giờ nào mà nó bắt mình mà nó quấn vậy. Đâu mà bắt người mà sao mà quá trời ta. Rồi rồi lên báo quay báo. Ăn tới 11 con rồi nè. Không thôi rồi thôi. Đó, đổ mà mày đổ mà vậy đó. Thà tôi chết chứ tôi đổ mà không. Nó không ăn rồi quấn. Dạ đúng rồi, nếu mà không ăn được thì đánh đó chú. Nhưng mà một con, hai con, 11 con là nhiều lắm. 11 con, nhiều cả ký cá đó. Ăn một con, một còn mửa chết luôn nữa. Trời ơi trời, hát thì dữ trời. Mẹ người máu đỏ đổ ra dầm như mình. Mà đổ mẹ ra ra mà là tội lỗi. Ác quá, nó chỉ mới ra trong nỗi này nè. Dữ sần ôn. Mà sao mấy cậu à, tới 5 tháng, 5, 6 tháng rồi bây giờ nó mới mấy cậu mới hay vậy nè. Nói cái thằng quánh chung á, kêu mày cứ lên vai dẻo đi. Định sợ vậy chứ. Bà bắt nó rồi đó. Mấy hay nè chứ thôi đâu có ai hay đâu. Cho nó mì véo chứ này. Tôi nghe tại chỗ luôn, tôi xuống tại chỗ luôn mà tôi còn đâu có nắm dữ vậy. Tôi đâu có học lại với tôi dữ vậy. Bây giờ nó thằng Trung về rồi đó. Sao ngày này gì biết cái thằng đâu mấy người đó ở tù đâu gì. Mình thì mình dốt đi mướn người ta làm đơn. Đút vô. Đi quán lâu. Cái đó đó. Đi quán mau không có chịu. Là cái đó đen là coi vậy đó, là mấy ông này dở nè. Gặp như mình đen là đổ mà bắt bỏ tù suốt cuộc đời luôn. Đó rồi chết trong tù luôn. Đó vậy thôi. Chứ không có gì hết trơn đổ mà. Ông xui tôi kìa. Ông xui mà ông nhà vợ anh Trung tôi mà. Cần mấy chục cái lá đơn ra bọn này ta làm đưa xuống cho. Ông bà ai cũng mặn hết trơn chứ không phải ai không mặn. Mặn đưa vô. Ai có bỏ con tôi đâu. Lúc đầu thì chỉ nghĩ là bị đánh này kia thôi, rồi sau này có những cái sao có cái video sao là bị bắt ăn cá sống rồi này kia mới biết nữa. Lúc đầu là không có cô Sáu nha. Lúc đầu mình nói đây. Mấy cậu này đầu cổ rồi nè, bây giờ lỗ trên u nặng trên giò cẳng luôn nè. Với lại răng của mình, răng mình đụng thôi đã đau rồi. Nó tới 6 cây răng hay sao? 6 cây gì đó. Rồi qua nó đưa cho ta coi đó. Cái mợ coi à, rồi đưa tôi coi đó. Nó mới biết đó chứ mà đâu biết đâu. Trời. Ngang hạnh nó nói rồi, nhỏ bắt đầu đưa nó. Nó nói như cô, nó bắt ăn nhỏ, ăn 11 cái sống. Rồi nó bắt chế nước sâu gì, nó làm tá lạ mình đó. Này ai có điện thoại bự là coi đã luôn á. Tới bên Phú Quốc, tới bên thằng Đua rồi hay hết trơn luôn. Ê, cô chú nó bệnh á. Mấy bác nó bệnh á. Không có, ta coi theo cái máy lớn này nè, điện thoại bự này nè. Ai, thằng Đua rồi nó thấy hết trơn, nó mới nói với mẹ nó đó. Anh chú bắt buộc cái nó ở bệnh mà còn việc bệnh á. Giờ là rất là nhiều người biết rồi, hầu như cả nước, cả ra nước ngoài cũng biết luôn. Những ai đã sử dụng mạng điện thoại, mạng internet thì đã thấy được những hình ảnh đó. Giờ giấu gì nổi luôn đâu. Hôm hôm gần đi vô ngủ rồi đó mà nhỏ bạn đi nằm giam bên chung là nó cũng điện hỏi thăm nè. Mấy em thấy chị rõ ràng mà em đâu biết con của chị đâu. Từ nào về rồi điện em cho hôm nay em qua thăm. Tàn nhẫn dữ cái trời, nó kêu cái trời của đất. Mấy ngày đó mà sau lúc mà bị vậy là con nghĩ là đau lắm. Anh đau lắm, nằm đau lắm hả cô Chính, chú Chính. Bản thân mình đi mà cái gì đó quẹt vô cái tay mình cũng thấy đau rồi. Nó quánh ghét rồi làm như quen thịt á. Dạ. Bắt đau.
Chứ lúc đó ngoài biển đâu có thuốc men gì đâu. Thuốc men gì đâu? Nó không cho la, nó không chịu đựng về tới sông đất đó. Nó không cho la, nó la là nó xô chứ xong chết luôn à. Làm nhỏ đâu dám la, đâu dám nấu dài đâu mà. Cấm không cho nói. Mày vô bờ mày nói mày chết mẹ mày. Không, tao gặp công an người ta nói sao không biết cái gì. Bởi vì luật pháp người ta đâu có binh mấy cái thầy cái kẻ làm bậy gì sao ơi, không có binh đâu. Bây giờ nghe nói công an xuống là tới chỗ đó mà bắt niêm ghe ở trên. Gì hả? Ừ. Vì nó đọc số hôm qua nè, công an á. Ừ. Đọc số hôm qua. Vậy mà em xin bả số điện á, số điện ghe chị đâu, chị biết không? Không. Vậy thì ta cho người thân biết bà. Ta cũng khôn lắm chứ, nó ngu sao mà. Thế mà mình có ai biết không? Là nêm cái ghe mà anh Trung đi ha chú Chính. Thì cũng nghe nấu vậy đó cưng mà. Chứ sao? Mà anh lên cho tiếng luôn đó cưng à, bây giờ coi ta nói mà mấy cái thằng mà bị bắt đó là coi vậy là hớt tóc cao hết. Hớt tóc trụ đuổi hết. Trung luôn cũng cạo luôn. Cạo rồi nó khám á. Nó hiện tại á. Đầu nó coi vậy là ra tới, tới nãy đó là bắt đầu là đó, mà ghe đó là nó ra nó đang chạy ngoài biển nó bắt đầu là đậu lại vậy. Đậu lại bắt đầu là bao bắt luôn. Con cần đồ tôi dặn tôi đó. Không phải trơn luôn. Tôi thấy lúc là mấy người tội phạm á chú ha, mấy nghi phạm đó. Là lúc mà ghe vô là bắt đầu niêm ghe lại hết rồi. Nó vô tới đây là bắt đầu là đổ ra súng là kè lên hết. À. Trời ơi. Tớ phải làm liền cũng được, vô bên công an người ta làm liền. Công an ra tới chỗ bắt luôn mà. Dạ. Công an ra tới mà đó bắt luôn. Đó là công an biên phòng bơi. Mà tàu từng biển đó. Dạ. Bắt luôn. Công an biên phòng. Công an phòng. Anh nó nghe lắm bộ coi. Dạ vậy sao cột bằng cột xi măng mà bà thấm đầu lên mà cột một gì? Tàu lao. Một bởi cây này một nè cái cột không sao. Không có nhờ mấy cái cột này là đi. Cột cây thì nó một chứ cột xi măng đâu có một. Dạ. Cột xi măng đó mà, cái này thì một nè. Cây này giờ nó một thôi chứ còn cái cột nó làm sao một được. Cột xẻ nó ăn một ăn gì không. Dạ thôi thì hôm nay chú Chính với cô Chính tới đây, con cũng thay mặt gia đình cô Sáu mặt anh Trung cảm ơn cô chú đã quan tâm gia đình. Chúc cô chú nhiều sức khỏe cô chú ha. Dạ. Còn đừng chết. Bệnh chết. Đừng bệnh chết được rồi. Đối khác thì không sao đâu thôi hai cậu, đừng bệnh chết thì được.